Yeah, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mở hộp cho các bạn xem một con drone FPV phải nói là siêu khủng khác đến từ thương hiệu của acidplane.com nha các bạn. Nói chung là mình cũng khá là may mắn luôn các bạn ơi, khi là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu em nó luôn nha các bạn. Thì các bạn thấy không, đây là một con drone FPV với cái hộp cũng khá là to nha các bạn. Bật mí với các bạn luôn, con này nó có tên là BlueCat 35 nha. Đây là một con drone FPV chuyên về Cinematic siêu khủng mới đến từ thương hiệu của acidplane các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem chơi nha. Giá con này không hề rẻ nha các bạn. Nó của mình là phiên bản HD, giá là tầm khoảng 10 triệu đồng cho một con drone FPV chưa có cái gì hết chơi nha các bạn. Đó, các bạn mua về phải là mua tay điều khiển kính, rồi nếu mà có RX thì mua thêm RX nữa các kiểu thì mới bay được nha các bạn. Cộng pin này kia nữa. Đó, của mình là con drone không nha, là khoảng 10 triệu nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy cái hộp nó khá là to đúng không nào. Thì bây giờ mình sẽ khui bên trong cho các bạn thấy được hình dáng của em này nha các bạn. Đó, rất là may mắn khi là người đầu tiên ở Việt Nam khui hộp cho các bạn xem nha. Chính vì thế nhớ like và đăng ký kênh của mình nha các bạn. Ok, khui nha. Đóng gói đậy mút cắt trắng đúng không ạ. Khá là ok nha. Wow. Wow, đỉnh đó các bạn. Phải nói đây là một con drone FPV chuyên về Cinematic to nhất từ trước tới nay mà mình bay nha các bạn. Lúc trước mình chỉ bay con từ 3 inch trở lại thôi, nó là 5 inch thì là nhào lộn đó các bạn. Còn Cinematic đây là con drone to nhất mà mình từng bay các bạn. Đó, BlueCat 35 nha, các bạn thấy không, rất là khủng nha các bạn. Thiết kế cấu hình các kiểu nhìn rất là đã luôn các bạn ơi. Nó thì để thuận tiện cho các bạn cùng về em nó, thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem chi tiết về con này. Đó, cấu hình thì mình sẽ để trong phần mô tả video nha các bạn. Ok, thì cùng trải nghiệm với mình về con này nha. Nó thì đây sẽ là cận cảnh con BlueCat 35 nha các bạn. Thì khi các bạn mua con này sẽ được tặng kèm một bộ cánh dự phòng màu cam nè, khá là đẹp nha các bạn. Bên cạnh đó thì sẽ có dây rằng pin cũng như là dây rút nè, điểm mốt và ốc các kiểu. Đơn giản như thế thôi nhưng mà khá là khủng đến từ thương hiệu của acidplane nha các bạn. Đó, thì đây sẽ là cận cảnh em BlueCat 35 đây. Các bạn thấy không, nhìn cũng khá là đã nha các bạn. Phải nói đây là một con khá là khủng đến từ thương hiệu của acidplane nha. Con này của mình là phiên bản DJI nha các bạn, Cat Vista nha. Giá là tầm khoảng là 10 triệu. Các bạn muốn rẻ hơn thì sẽ chọn phiên bản analog nha, còn muốn mắc hơn thì chơi cái phiên bản DJI nhưng mà cục Eonet nha các bạn. Đó, các bạn thấy xung quanh của nó không các bạn. Đây là cái logo của nó nè, acidplane nè, kết carbon các kiểu, nhìn nó khá là cứng cáp các bạn ơi, rất là ngon nha các bạn. Motor thì chà bá lửa luôn. Đó, motor thì các bạn có thể tham khảo trong phần mô tả video nha. Đó, motor mình thấy nó ghi là F223 nè các bạn, 2160kV nha. Đó, con này thì bay hẳn 6S luôn nha các bạn. Mình thấy con này á, chi tiết thì nó cũng không có gì nhiều nha các bạn. Nó chỉ có một cái mạch với một cái cục Vista thôi. Đó, đơn giản như thế thôi các bạn. Đó, FC với lại SC dùng chung nha. Đó, đây là cục Vista nè. Đó, đơn giản thế thôi, đây là mặt dưới của nó nè các bạn. Đó, một điều mình cực kỳ thích ở thương hiệu acidplane đó chính là các bạn biết cái gì không? Đó chính là họ đã làm sẵn một cái cộng dây để các bạn có thể gắn kèm cái RX nếu các bạn thích. Đó, ở đây mình chơi của DJI cho nên là mình bay với tay điều khiển TX-V1 luôn các bạn, cho nên không cần phải gắn RX rồi. Anh em nào muốn chơi RX TPS thì có thể gắn vào đây luôn. Đó, nhà sản xuất có tặng kèm một cái jack như thế này. Đó, cái jack dây 4 màu nè. Đó, các bạn chỉ cần hàn cái này vào cái RX rồi sau đó cắm vào đây là xong các bạn, không cần phải tháo ra hàng rơm ra như những hãng khác nha các bạn. Những hãng khác thì các bạn muốn gắn RX thì các bạn phải tháo ra cái kiểu thì hàng lên mạch mới được. Riêng con này người ta đã làm sẵn rồi đó. Đó, đánh dấu sẵn các bạn luôn nè, màu gì là đó, GND này kia các kiểu nè, 5V R2T2 đó, người ta đã làm sẵn hết trơn rồi. Nói chung là đây là một cái thương hiệu ra gần đây nha các bạn, cho nên là họ nắm bắt được những cái ưu nhược điểm của những cái hãng trước đó, cho nên họ làm rất là tiện lợi luôn các bạn ơi. Đó, về việc setup các bạn thấy không, họ làm ở đây rất là chống chải nè, các bạn có thể là setup kết nối các kiểu rất là đơn giản luôn. Nó cũng như là thay motor cũng rất là tiện các bạn, nó chỉ cần hàng là xong mà. Nó riêng con này về Cinematic thì mình nghĩ motor của nó sẽ rất là ít hư nha các bạn. Chừng nào một bạn bay đập dữ lắm thì motor mới hư thôi. Đó, thường Cinematic thì họ rất là bền. Đó, các bạn thấy không, nhìn cũng rất là khủng nha các bạn. Đó, phía sau nè. Đó, mình quay nó giờ chi tiết cho các bạn xem rồi đó. Đó, cái này là nó in nhựa nha các bạn. Đó, cho nên là khá là cứng cáp các bạn ơi. Đó, thì hôm trước mình đã từng bay cái con 6 inch cô đó 6 cho các bạn xem đó. Đó, cũng đến từ thương hiệu của acidplane đó các bạn thấy không,
rất là đỉnh đúng không? Đó, nay mình lại tiếp tục may mắn sở hữu em Lucas 35 Cinematic, chuyên Cinematic nha các bạn. Anh em nào mà chuyên về ba dịch vụ hoặc là ban tiền này kia đó, hoặc là có điều kiện á, thì chơi em này về cho các bạn, là phải nói là khủng của khủng luôn. Đó, mình cũng đã chuẩn bị sẵn nè, pin nè, chơi của nó là pin 6S 1300 nha các bạn. Đó, cổng rô rồ, bay rượt đuổi hay là nhào chui lỗ các kiểu á, nhào lộn cũng được nếu các bạn bay rành nha, nhưng mà những con mà chuyên về Cinematic thì hạn chế nhào lộn nha các bạn. Đó, sẽ rất là tuyệt nha các bạn. Nó phải nói thương hiệu Asip Lean mới vào thị trường đây thôi, nhưng mà họ sản xuất ron khá là khủng của các bạn ơi. Chỉ một điều hơi tiếc theo đánh giá của một số anh em, đó chính là ron đến từ thương hiệu của Asip Lean khá là mắc hơn so với thị trường nha các bạn. Nhưng bù lại đó, những gì họ làm thì mình thấy khá là tuyệt so với giá tiền các bạn ơi. Nói chung tiền nào của đó mà các bạn. Đó, các bạn thấy không? Họ làm rất là ok luôn. Đặc biệt cái điểm cộng đó chính là hàng sẵn ra một sợi dây để anh em có thể kết nối với cái RX là một điểm cộng rồi đó các bạn. Đó, ok thì mình cũng sẽ tạm ngưng video đây nha. Đó, video sau thì mình sẽ bay gắn rô rồ lên, review chi tiết các kiểu để coi con này bay ngon như thế nào nha các bạn. Nhưng mà trước mắt mình thấy khá là khủng rồi đó các bạn ơi. Ok thì mình cũng sẽ tạm ngưng video đây nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.